mà mình đạt giải nhất đó xong em nghĩ là lúc đó là bà con họ hàng cô dì chú bác là đều <laughs> vỡ oa à, và cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn đúng không chị nó <laughs> mang đến cho mình nhiều cái điều may mắn và niềm vui phải nói rằng là cả dòng họ rồi anh em rồi bạn bè à, đều đến chúc mừng cho mình thực ra thì thời điểm đó ngọc biết là TV đâu phải nhà nào cũng có đâu nha. Yeah. Thì ở hàng xóm người ta coi, người ta biết Người ta sáng là ta nói cho ba má biết thôi Chứ còn ba má cũng không có biết mình thi nữa thời điểm giải thưởng đó vui lắm lãnh được cái tv à, à mà nhà mình không có tv bây giờ lãnh được cái tv thì mình cái tv đó mình cho cho ba má để đem về quê xài đó là cái điều hạnh phúc sau đó một đêm thôi chị. tất cả các bài báo hình hình mình là trang bìa hết tất dạ. cả các bài báo thời điểm đó nhà dạ, kỷ niệm có quên trong đời ừ, mà ừ. và chắc chắn là sau đó thì mình cũng sẽ đi hát nhiều hơn và cuộc sống của mình cũng sẽ thay đổi đúng không chị thay đổi rất là nhiều giải thưởng lớn sau khi mình đi học ra mà cho nên mình không có nghĩ rằng là mình được kiếm nhiều tiền như vậy à, thời điểm đó mà tất cả các cái nơi tổ chức biểu diễn sân khấu 126, sân khấu trong đồng, tất cả những sân khấu ngoài trời của của thành phố Hồ Chí Minh là gần như mời hết. Có đây mình yeah. mình không có đủ sức để chạy hát, cho nên là có khi phải phải bỏ bớt chỗ nữa. Và cái thời điểm đó là rất là hạnh phúc và đông đảo cảm thấy cái đó lúc đó cái lửa nghề mình dữ dội lắm.